Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 20. Ben-Hadad, vua Syria, hiệp hết thảy quân lính mình, có 32 vua theo người, cùng ngựa và xe. Người đi lên vây Samari và hãm đánh nó. Người sai sứ giả đến Ahab, vua Israel ở trong thành, và nói với người rằng, Ben-Hadad nói như vậy, bạc và vàng của ngươi thuộc về ta, các cung phi và những con cái tốt nhất của ngươi cũng thuộc về ta. Vua Israel đáp, hỡi vua chúa tôi, cứ như lời vua nói, tôi và mọi vật của tôi đều thuộc về vua. Nhưng các sứ giả trở lại cùng vua Israel mà nói rằng, Ben-Hadad nói như vậy, ta đã sai sứ đến cùng ngươi rằng, hãy đưa bạc vàng cung phi và các con trai ngươi cho ta. Thế thì ngày mai giờ này, ta sẽ sai các đầy tớ ta đến nhà ngươi, chúng nó sẽ lục soát nhà ngươi và nhà của tôi tớ ngươi. Phàm món gì của ngươi lấy làm quý trọng, chúng nó sẽ lấy đem đi. Vua Israel bèn đòi hết thảy trưởng lão trong xứ mà nói rằng, hãy xem xét và biết rằng người này toan mưu làm hại chúng ta, vì người đã sai sứ đòi các cung phi, con cái, bạc và vàng của ta, và ta không có từ chối gì hết. Các trưởng lão và cả dân sự đều tâu với vua rằng, đừng nghe và chớ chịu chi hết. Vậy Ahab đáp cùng sứ giả của Ben-Hadad rằng, hãy nói với vua chúa ta, mọi điều vua đòi tôi tớ vua làm lần thứ nhất tôi sẽ làm, nhưng điều này tôi không thể làm được. Các sứ giả đi thuật lại lời đó cho Ben-Hadad. Ben-Hadad lại sai sứ nói rằng, nếu bụi cát ở Samari đủ lấp đầy lòng bàn tay của các chiến sĩ theo ta, nguyện các thần giáng tai họa cho ta nặng nề. Nhưng vua Israel đáp, hãy nói với vua rằng, người mặc áo giáp chớ khoe mình như người cổi nó ra. Ben-Hadad đang uống rượu với các vua trong trại, vừa nghe được các lời này thì nói cùng các đầy tớ mình rằng, hãy dàn trận đi. Chúng bèn dàn trận đặng hãm đánh thành. Vả có một tiên tri đến gần Ahab, vua Israel mà nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ngươi thấy đoàn binh rất đông này chăng? Kìa, ngày nay ta sẽ phó nó vào tay ngươi, và ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va. Ahab thưa rằng, dùng ai? Người đáp, Đức Giê-hô-va phán như vậy, dùng những kẻ tôi tớ của các quan cai hằng tỉnh. Người tiếp, ai sẽ giao chiến? Tiên tri đáp, chính vua. Ahab soát điểm những tôi tớ của các quan cai hằng tỉnh, có được 232 người. Kế sau, người soát điểm cả dân Israel được 7.000 người. Ban trưa, họ kéo đi ra. Song Ben-Hadad uống rượu say tại trại mình với 32 vua giúp đỡ người. Những tôi tớ của các quan cai hằng tỉnh đi ra trước. Ben-Hadad sai kẻ hỏi dọ. Người ta báo lại cho người rằng, có người từ Samari kéo ra. Người đáp, chúng nó đến hoặc có ý cầu hòa hãy bắt sống lấy, hoặc có ý chiến tranh cũng hãy bắt sống lấy. Vậy, những tôi tớ của các quan cai hằng tỉnh kéo ra thành và đạo quân đi theo. Ai nấy đánh kẻ nghịch mình. Quân Syria chạy trốn và Israel rượt đuổi theo. Ben-Hadad, vua Syria, lên ngựa thoát chạy với một vài lính kỵ. Vua Israel bèn kéo ra đánh giết ngựa xe, làm cho dân Syria thua trận cả thể. Bây giờ đấng tiên tri đến gần vua Israel nói rằng, vua hãy đi làm cho mình mạnh mẽ và hãy xem xét coi chừng điều mình phải làm, vì năm tới vua Syria sẽ đến đánh vua nữa. Các đầy tớ của vua Syria nói với người rằng, thần của chúng nó là thần núi, cho nên chúng nó mạnh hơn chúng ta.
nhưng chúng ta hãy giao chiến với chúng nó dưới đồng bằng, quả chúng ta sẽ thắng hơn chúng nó. Lại khá làm điều này, hãy cất các vua khỏi chỗ làm đầu binh, lập những quan cai thế vào cho. Đoạn, hãy điểm lấy một đạo quân giống như đạo quân của vua đã mất, bằng số ngựa và xe ấy. Chúng ta sẽ giao chiến với dân Israel tại trong đồng bằng, quả chúng ta sẽ thắng hơn chúng nó. Vua bèn nghe lời đầy tớ mình và làm theo. Năm tới, Ben-Hadad điểm soát dân Syria và đi đến Aphek đặng giao chiến cùng Israel. Dân Israel cũng bị điểm soát và sắm lương thực đi đón chúng nó. Dân Israel đóng trại đối mặt dân Syria giống như hai bầy dê nhỏ, còn dân Syria đầy khắp cả xứ. Bây giờ người của Đức Chúa Trời đến gần vua Israel mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, bởi vì dân Syria có nói rằng Đức Giê-hô-va là thần núi chứ chẳng phải thần trũng, nên ta sẽ phó đoàn binh rất đông đảo này vào tay ngươi, và các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va. Hai bên đóng trại đối ngang nhau trong 7 ngày. Ngày thứ 7 họ giao chiến nhau. Dân Israel đánh dân Syria, trong một ngày giết họ 10 vạn lính bộ. Còn sót lại chạy trốn ẩn trong thành Aphek. Song những vách thành sập ngã, đè 27.000 người đã thoát khỏi trận. Ben-Hadad cũng chạy trốn vào thành, ẩn trong một phòng kín. Các đầy tớ Ben-Hadad tâu cùng người rằng: Chúng tôi có nghe rằng các vua nhà Israel vốn nhân từ. Vì vậy, xin cho chúng tôi thắt bao nơi lưng, vấn dây trên đầu, rồi chúng tôi ra hàng vua Israel, hoặc người để cho vua sống chăng. Họ bèn thắt bao nơi lưng, vấn dây trên đầu, rồi ra hàng vua Israel và tâu rằng: Ben-Hadad, kẻ tôi tớ vua cầu rằng, xin vua để cho tôi sống. Ahab đáp rằng: Người còn sống chăng? Người vốn là anh ta. Chúng lấy sự ấy làm một điềm lành, lật đật nhận lời và la lên rằng: Ben-Hadad thật anh vua. Ahab tiếp rằng: Hãy đi vời người đến cho ta. Ben-Hadad bèn đến ra mắt Ahab, người mời Ben-Hadad lên xe mình. Ben-Hadad nói với người rằng: Tôi sẽ trao lại cho vua các thành mà cha tôi đã chiếm lấy của cha vua, và vua sẽ lập chợ phố cho vua tại Đa-mách, y như cha tôi đã làm tại Samari. Ahab đáp: Còn ta sẽ thuận giao ước này mà để cho ngươi đi về. Vậy Ahab lập giao ước với Ben-Hadad, đoạn để cho người đi. Bây giờ có một người trong vòng các con trai tiên tri vâng lệnh Đức Giê-hô-va nói với bạn mình rằng: Tôi xin anh hãy đánh tôi. Người bạn không chịu đánh người. Người tiếp rằng: Bởi vì anh không vâng theo lời phán dặn của Đức Giê-hô-va, nên liền khi anh lìa khỏi tôi, sẽ có một con sư tử giết anh. Bạn lìa khỏi người thì gặp một con sư tử giết người đi. Tiên tri gặp một người khác và nói rằng: Ta xin ngươi hãy đánh ta. Người ấy đánh tiên tri và làm cho người bị thương. Đoạn tiên tri đi, đứng đợi trên đường vua, sủ khăn bịt xuống mắt mình mà giả dạng. Khi vua đi ngang qua, người cất tiếng la lên và nói với vua rằng: Tôi tớ vua ở giữa chiến trận, thì có người dẫn đến cùng tôi một kẻ phu tù và biểu rằng: Hãy giữ người này, sải nó thoát khỏi thì mạng sống ngươi sẽ thường cho mạng sống nó, hay là ngươi phải thường một ta lân bạc. Song trong khi kẻ tôi tớ vua mắc chuyện đây đó, thì tên phu tù trốn đi. Vua Israel đáp rằng: Ấy là sự đoán xét của ngươi, chính ngươi đã định lấy. Lập tức người vén khăn che mắt mình lên. Vua Israel nhìn biết là một người trong vòng các tiên tri. Tiên tri bèn nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, bởi vì ngươi để thoát khỏi tay ngươi kẻ ta đã định đáng tận diệt, vậy nên mạng sống ngươi sẽ thế cho mạng sống nó, và dân sự ngươi thế cho dân sự nó. Vua Israel bèn trở về cung điện mình tại Samari, lấy làm buồn rầu và giận dữ. Chương 21. Sau các việc ấy, xảy có chuyện này. Na-bốt, người Gít-rê-ên, có một vườn nho tại trong đồng bằng Gít-rê-ên, giáp đền của A-háp vua Samari. A-háp nói cùng Na-bốt rằng:
hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dùng làm vườn rau, vì nó ở gần bên đền ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi bằng bạc. Nhưng Na-bốt thưa lại với A-háp rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va giữ lấy tôi, chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ tôi. A-háp vào đền mình buồn và giận bởi cớ lời Na-bốt người Gít-rê-ên đã nói, vì người đã nói rằng: Tôi không nhường cho vua cơ nghiệp của tổ tiên tôi. A-háp nằm trên giường, xây mặt đi, không chịu ăn. Hoàng hậu Giê-sa-bên đến gần người mà nói rằng: Bởi sao vua có lòng buồn rầu và không chịu ăn? Người đáp: Vì ta có nói chuyện với Na-bốt người Gít-rê-ên rằng: Hãy nhường vườn nho ngươi cho ta mà lấy tiền, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác. Song người đáp lại rằng: Tôi không nhường cho vua vườn nho của tôi. Hoàng hậu Giê-sa-bên bèn nói rằng: Có phải ông hành quyền vua trên Israel chăng? Hãy trỗi dậy, ăn đi và vui lòng. Tôi sẽ ban cho ông vườn nho của Na-bốt người Gít-rê-ên. Giê-sa-bên viết thơ, nhân danh A-háp, đóng ấn vua, gửi cho các trưởng lão và kẻ cả ở trong thành Na-bốt và ở cùng người. Trong thơ nói như vậy: Hãy truyền rao lễ kiêng ăn, rồi đặt Na-bốt ở đầu dân sự. Đoạn, hãy để trước mặt người hai kẻ gian phạm làm chứng cho người mà rằng: Ngươi có rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Kế hãy dẫn người ra khỏi thành ném đá cho chết đi. Những người của thành Na-bốt, tức những trưởng lão và kẻ cả ở đó, đều làm theo lời Giê-sa-bên truyền dặn trong thơ mà người đã gửi cho. Họ rao truyền lễ kiêng ăn và đặt Na-bốt ở đầu dân sự. Bây giờ, hai tên gian phạm đến ngồi trước mặt Na-bốt và cáo gian người tại trước mặt dân sự mà rằng: Na-bốt có rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Đoạn, họ dẫn người ra khỏi thành ném đá người chết. Họ bèn sai đến nói với Giê-sa-bên rằng: Na-bốt đã bị ném đá và chết rồi. Khi Giê-sa-bên hay rằng Na-bốt đã bị ném đá và chết rồi, bèn nói cùng A-háp rằng: Hãy trỗi dậy, nhận lấy vườn nho mà Na-bốt người Gít-rê-ên đã từ chối không chịu nhường cho ông để lấy bạc, vì Na-bốt không còn sống nữa, đã chết rồi. Nghe tin Na-bốt đã chết, A-háp liền đứng dậy đi xuống vườn nho của Na-bốt người Gít-rê-ên đặng lấy làm của mình. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li người Thi-sê-be rằng: Hãy đứng dậy, đi xuống đón A-háp vua Israel ở tại Samari. Kìa, người ở trong vườn nho của Na-bốt đặng lấy làm của mình. Ngươi sẽ nói với người rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ngươi há đã giết người và bây giờ lại chiếm lấy cơ nghiệp nó sao? Ngươi phải tiếp rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ở tại chỗ mà chó đã liếm huyết của Na-bốt, thì chó cũng sẽ liếm chính huyết của ngươi. A-háp bèn nói cùng Ê-li rằng: Ớ kẻ thù nghịch, ngươi có gặp ta à? Ê-li đáp: Phải, tôi có gặp vua, bởi vì vua đã bán mình đặng làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy thì ta sẽ giáng họa trên ngươi. Ta sẽ quét sạch ngươi, trừ diệt các nam đinh của nhà A-háp, bất kỳ kẻ nô lệ hay là người tự do trong Israel, vì ngươi chọc giận ta, xui cho Israel phạm tội. Nên ta sẽ làm cho nhà ngươi giống như nhà của Jeroboam con trai Nebat, và giống như nhà Baesha con trai Ahia. Đức Giê-hô-va cũng phán về Giê-sa-bên mà rằng: Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên tại thành lũy Gít-rê-ên. Phàm người thuộc về nhà A-háp, kẻ nào chết tại trong thành sẽ bị chó ăn, còn kẻ nào chết trong đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn. Quả thật, chẳng có ai giống như A-háp buông mình làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, vì bị hoàng hậu Giê-sa-bên xui dục người. Người làm điều gớm ghiếc quá độ, mà theo hình tượng y như dân Amorít làm, là dân Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. A-háp nghe lời của Ê-li nói, bèn xé quần áo mình, lấy bao mặc cho mình và nhịn đói, nằm vấn bao và ở khiêm nhường. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li người Thi-sê-be mà rằng: Ngươi có thấy thế nào A-háp hạ mình xuống trước mặt ta chăng?
bởi vì người hạ mình xuống trước mặt ta. Ta không giáng họa trong đời nó, nhưng trong đời con trai nó, ta sẽ giáng họa trên nhà nó. Chương 5. Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem. Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa chiên, có một cái ao, tiếng Hebrew gọi là Bê-tết-đa. Xung quanh ao có 5 cái vòng cửa. Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại sụi nằm tại đó rất đông, chờ khi nước động, vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao làm cho nước động. Lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Nơi đó, có một người bị bệnh đã được 38 năm. Đức Chúa Giê-xu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán: Ngươi có muốn lành chăng? Người bệnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Và bây giờ là ngày Sa-bát. Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng: Nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi. Người trả lời rằng: Chính người đã chữa tôi được lành biểu tôi rằng hãy vác giường ngươi và đi. Họ hỏi rằng: Người đã biểu ngươi hãy vác giường và đi là ai? Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai, vì Đức Chúa Giê-xu đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó. Sau lại, Đức Chúa Giê-xu gặp người đó trong đền thờ bèn phán rằng: Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng? Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng ấy là Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành cho mình. Nhưng đó, dân Giu-đa bắt bớ Đức Chúa Giê-xu vì cớ Ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài. Chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Vậy Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán cùng họ rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm. Vì mọi điều cha làm, con cũng làm y như vậy. Cha yêu con và tỏ cho mọi điều cha làm. Cha sẽ tỏ cho con công việc lớn lao hơn những việc này nữa để các ngươi lấy làm lạ lùng. Vả, cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì con cũng ban sự sống cho kẻ con muốn thể ấy. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con, đặng ai nấy đều tôn kính con cũng như tôn kính cha vậy. Ai không tôn kính con, ấy là không tôn kính cha, là đấng đã sai con đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Vì như cha có sự sống trong mình, thì cha cũng đã ban cho con có sự sống trong mình vậy. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con vì là con người. Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến, khi mọi người ở trong mùa mã nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Ta không thể tự mình làm nổi việc gì. Ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của đấng đã sai ta. Nếu ta tự mình làm chứng lấy, thì sự làm chứng ấy không đáng tin. Có người khác làm chứng cho ta, và ta biết rằng chứng người đó làm cho ta là đáng tin. Các ngươi có sai sứ đến cùng dân, thì người đã làm chứng cho lẽ thật. Còn ta, lời chứng mà ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta, nhưng ta nói vậy đặng các ngươi được cứu. Dân là đuốc đã thắp và sáng,
các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người. Nhưng ta có một chứng lớn hơn chứng của dân, vì các việc cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó làm chứng cho ta rằng cha đã sai ta. Chính cha là đấng đã sai ta cũng làm chứng về ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài, và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin đấng mà Ngài đã sai đến. Các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu, nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ta đã nhân danh cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến thì các ngươi sẽ nhận lấy. Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thế nào các ngươi tin được? Chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt cha. Người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, là người mà các ngươi đã trông cậy. Vì nếu các ngươi tin Môi-se cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao? Thi Thiên 112. Hallelujah! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, rất ưa thích điều răn Ngài. Con cháu người sẽ cường thạnh trên đất, dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Của cải và giàu có đều ở trong nhà người, và sự công bình người còn đến đời đời. Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng, người hay làm ơn, có lòng thương xót và là công bình. Phước cho người nào hay làm ơn và cho mượn, khi người bị kiện ác sẽ được đoán xét cách chánh trực, người cũng chẳng hề bị lay động. Kỷ niệm người công bình còn đến đời đời. Người không sợ cái tin hung, lòng người vững bền, tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Lòng người kiên định chẳng sợ chi, cho đến khi người thấy các cừu địch mình bị báo. Người vãi tiền tài, bố thí kẻ thiếu thốn, sự công bình người còn đến đời đời. Sừng người sẽ được ngước lên cách vinh hiển. Kẻ ác sẽ thấy bèn tức giận, nghiến răng và bị tiêu tan. Sự ước ao của kẻ ác sẽ hư mất đi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail.
dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.